Thế giới choáng váng với top 9 vũ khí mạnh nhất do Việt Nam tự sản xuất. Còn ai chế giễu Việt Nam nữa không? Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, vào những năm 1950, Israel đã có khát vọng xây dựng ngành công nghiệp hàng không do chính người Israel làm chủ. Ý tưởng này ngay lập tức bị cả thế giới cười chê, khi mà thời điểm đó thì Israel còn chưa sản xuất nổi một chiếc xe đạp. Vậy mà giờ đây, Israel đã là cường quốc quân sự khiến cả thế giới ngước nhìn. Cũng giống như Israel, Việt Nam ta sau những đau thương và bom đạn trong quá khứ, ngày nay đang ôm trong mình giấc mơ tự chủ quốc phòng, khát khao tạo nên những món vũ khí do chính trí tuệ Việt Nam tạo ra. Khổ một nỗi, ước mơ chính đáng ấy của người Việt Nam bị thế giới cười khẩy mà nói rằng một con ốc vít Việt Nam cũng còn chưa làm được, chứ nói gì là vũ khí. Vậy Việt Nam đã bắt tay vào thực hiện những khát vọng của mình ra sao? Có đúng là Việt Nam bất lực đến mức mà một con ốc vít cũng sản xuất chưa nổi hay không? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin phép điểm mặt những loại vũ khí và kỹ thuật quân sự quan trọng mà người Việt đã tự tay chế tạo làm chủ. Rất có thể video này sẽ khiến người Việt Nam thêm vững tin và tự hào, còn người nước ngoài phải choáng ngợp về sức mạnh của Việt Nam. Giờ thì các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé! Đầu tiên là những vũ khí, khí tài liên quan đến kỹ thuật ẩn nấp và ngụy trang. Đầu tiên không thể không nhắc đến loại kỹ thuật ẩn nấp và ngụy trang, thứ mà người Việt được coi là bậc thầy. Đối với kỹ thuật ngụy trang thô sơ đã làm nên tên tuổi quân đội Việt Nam trong các cuộc chiến trong quá khứ. Xin phép không bàn tới vì nó đã quá nổi tiếng rồi, cái mà chúng ta cần điểm danh là những công nghệ ngụy trang hiện đại hơn. Trước hết, đó là sơn tàng hình. Cụ thể, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar có ký hiệu là PT-RAP-MEH, sử dụng để sơn phủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Lớp sơn dày 1mm có khả năng hấp thụ trên 94% đối với loại sóng radar, có tần số từ 8 đến 12 GHz. Theo thông tin từ giới thợ sơn lâu năm, làm chủ được công nghệ sơn tàng hình tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, chủ yếu chỉ có Mỹ, Nhật và Nga. Không chỉ có sơn tàng hình, kỹ thuật ngụy trang, công nghệ vũ khí bơm hơi thì Việt Nam được xếp vào loại lừa tỉnh hạng nặng. Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi không khác gì hàng hiệu. Có thể kể đến như là xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300P-MU-1, tiêm kích đa năng Su-30MK-2. Vũ khí bơm hơi Việt Nam chế tạo với công nghệ vật liệu đặc biệt theo đúng kích thước của vũ khí thật, có thể triển khai và thu hồi trong thời gian ngắn, khó phân biệt ở khoảng cách 100m. Vật liệu thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hoặc phản xạ sóng radar như thật, nhằm đánh lừa phương tiện trinh sát công nghệ cao. Lợi ích của các loại vũ khí lừa tình này thì quá rõ là nó khiến đối phương lãng phí hỏa lực, đơn cử như mỗi lần mất một quả tên lửa 2 triệu đô. Để bắn vào trận địa vũ khí bơm hơi thì chẳng mấy chốc mà khánh kiệt nền kinh tế của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng thật lại tập kích ở một khu vực hoàn toàn khác, có thể quân địch bất ngờ không kịp ứng phó. Thứ hai, đó là súng bộ binh công nghiệp quốc phòng. Hiện nay thì Việt Nam đã tự chủ gần như hoàn toàn về vũ khí trang bị cho các sư đoàn bộ binh với hàng loạt nhà máy trải dài trên cả nước. Trong đó, nhà máy sản xuất vũ khí Z111 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa vẫn được coi là nhà máy chế tạo súng bộ binh khét tiếng bậc nhất tại Việt Nam. Nó được đầu tư dây chuyền sản xuất súng Gali rất hiện đại do Israel chuyển giao, với quan điểm luôn tôn trọng, mua đầy đủ giấy phép bản quyền liên quan khi sử dụng lại bất kỳ thiết kế vũ khí nào trên thế giới. Đầu tiên, khi nhắc đến súng trường tấn công, quân đội Việt Nam có thể thoải mái lựa chọn với hàng tá mẫu súng được Z111 tự sản xuất và hoàn toàn làm chủ từ A đến Z. Có thể kể đến tiêu biểu như là các mẫu súng Gali ACE-31, Gali ACE-32 với tốc độ bắn khoảng 700 phát một phút. Tiếp đến là những mẫu súng HK-1 và GK-3 do nhà máy Z111 thiết kế sản xuất. Chúng được kỹ sư Việt Nam thiết kế lai ghép tối ưu giữa Gali ACE và AKM. Không chỉ có vậy, nhà máy Z111 còn tự sản xuất các loại súng tiểu liên và súng máy. Súng tiểu liên STL-1A được Việt Nam tự sản xuất chào bán tại triển lãm vũ khí ở Jakarta, Indonesia vào tháng 11 năm 2018. Có muôn vàn loại súng khác mà Việt Nam làm chủ, nhưng phạm vi của video này không cho phép chúng tôi liệt kê tất cả. Không chỉ có súng mà Việt Nam còn tự chế tạo được đạn và đặt định danh là DCT-7. Vì vậy, việc mạnh dạn khai hỏa ồ ạt khi cần cũng là điều không phải lăn tăn nhiều. Nếu cần tầm bắn xa hơn, ngay lập tức quân đội Việt Nam sẽ rút ra khẩu súng chống tăng không giật SBG-9T2. SBG-9T2, một sát thủ xe tăng do nhà máy Z125 Việt Nam tự sản xuất, trên cơ sở mua giấy phép và cải tiến từ mẫu SBG-9 của Nga. Nói cách khác, xét về súng đạn thì Việt Nam phải ở hạng bậc thầy, không thua kém cường quốc nào trên thế giới. Thứ ba, đó là pháo phòng không. Pháo phòng không AK-630M do Việt Nam sản xuất sau khi mua bản quyền thiết kế của Nga.
được cho là bản nâng cấp vượt trội so với dòng AK-630. AK-630 là một loại pháo cao tốc tự động nòng xoay, mang 6 nòng, cỡ nòng 30mm. Để có được phiên bản nâng cấp AK-630M như bây giờ thì đó là một quá trình nỗ lực nghiên cứu kéo dài suốt từ năm 2013. Loại pháo này là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên chiến hạm Gepard và tàu tên lửa Moriya của Hải quân Việt Nam. Tuy nó được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là phòng không, nhưng với tốc độ 5.000 viên một phút cùng khả năng xoay 360 độ, AK-630 có thể tiêu diệt các mục tiêu như tàu, thuyền, máy bay, tên lửa chống hạm và các mục tiêu rất phức tạp khác. Thứ tư, đó là tên lửa. Trước hết phải kể đến nhiên liệu tên lửa. Viện Thuốc phóng, Thuốc nổ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm thành công loại nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X-195. Đây là sản phẩm dùng cho động cơ hành trình của tên lửa phòng không, có chất lượng hoàn toàn tương đương với sản phẩm cùng chủng loại của Nga và Mỹ. Dù đó là một loại công nghệ rất phức tạp và luôn được các quốc gia giữ bí mật. Loại nhiên liệu hỗn hợp này được sử dụng phổ biến trong nhiều loại tên lửa từ tầm bắn đến các loại tên lửa cấp chiến dịch, chiến lược. Đây là thành quả của rất nhiều nỗ lực, bước đầu giúp sửa chữa một số loại tên lửa đang có, nhưng sẽ là tiền đề tạo sự tự tin, đẩy mạnh ngành công nghiệp tên lửa quốc gia. Tên lửa chống tăng CTVN-18, một loại tên lửa được Việt Nam tự sản xuất dựa trên cải tiến nguyên mẫu 9M14 Makuta từ thời Liên Xô. Thay đổi đáng kể nhất là đầu đạn đơn tầng được thay thế bằng đầu đạn nổ kép để phá giáp phản ứng nổ phía ngoài. Sau đó thì đầu đạn chính tiếp tục chọc thủng lớp giáp phía trong của mục tiêu với khả năng xuyên thép dày tới 800mm. Vận tốc của tên lửa nâng cấp lên 135m/giây với tầm bắn hiệu quả từ 500m đến 3000m. Tiếp đó là tên lửa phòng không vác vai IGLA. Đây là loại tên lửa được Liên Xô được sử dụng vào năm 1981. Dù vậy, tới ngày nay, nó vẫn là ác mộng với trực thăng và máy bay, tên lửa tầm thấp và thậm chí là tên lửa hành trình. Việc tự sản xuất thành công tên lửa vác vai IGLA trong nước đã giúp Việt Nam tiết kiệm khá nhiều ngân sách vì trông thì nhỏ gọn nhưng giá của nó khá chát. Một cò tên lửa ở khu vực Trung Đông vẫn hay có nguồn hàng được chiết khấu cao, cho biết hệ thống phóng của IGLA lên tới hơn 100.000 USD. Còn đạn thì có giá khoảng 70.000 USD, bắn một quả là lơ ngớ gần như là mất ngay một con xe VinFast. Thứ năm là hệ thống cảnh báo và phát hiện mục tiêu. Quân đội Việt Nam đã sản xuất thành công radar Rever-02 theo công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Rever-02 được Việt Nam chủ động hoàn toàn về công nghệ thiết kế, chế tạo ở tất cả các khâu từ cơ khí đến phần mềm với chiều cao 11m. Tốc độ quay 6 vòng một phút, hệ thống định vị hiện đại. Rev-02 có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa hàng trăm km. Trên hầu như mọi loại địa hình và thời tiết, kể cả là các mục tiêu sử dụng công nghệ tàng hình. Khối lượng của dàn anten lên tới 18 tấn, nhưng RV-02 có thời gian triển khai thu hồi chỉ từ 10 đến 15 phút nhờ được tích hợp trên các xe chuyên dụng với hệ thống điều khiển tự động bằng thủy lực. Trong khi đó, các đài radar cũ có thời gian triển khai và thu hồi lên tới 60 phút. Bên cạnh radar RV-02, người Việt còn thiết kế xây dựng hệ thống cảnh báo vùng trời tự động. Đó là hệ thống VQ-1M do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, chế tạo. Nó tự động xử lý dữ liệu để tạo ra toàn bộ bức tranh vùng trời Việt Nam theo thời gian thực, cho phép quân đội phản ứng ngay lập tức với mọi bất thường. Thứ sáu là máy bay. Ngay từ năm 1978, quân đội Việt Nam đã bắt đầu chương trình thiết kế chế tạo máy bay với chủ nhiệm là Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự Không quân Trương Khánh Châu. Đến tháng 9 năm 1980, một trong những mẫu phi cơ đầu tiên do chính tay người Việt thiết kế, chế tạo của giai đoạn sau thống nhất đã cất cánh thành công. Đó là máy bay quân sự mang mã hiệu TL-1. Nó đạt tới vận tốc 220 km/h, độ cao 1.400m, bắn đi nhiều năm do những khó khăn về kinh tế nước ta lúc bấy giờ. Rất may, trong những năm gần đây, các chương trình phát triển máy bay đã được tái khởi động. Và trong những năm gần đây thì khá nhiều mẫu UAV Việt Nam tự sản xuất đã ra đời. Tương đối nổi bật là mẫu UAV-02 được thiết kế và trình làng vào năm 2013 với hai động cơ phản lực, sải cánh 2,8m, chiều dài thân 2,5m, tốc độ lên tới 350 km/h, bán kính hoạt động 100 km, trần bay tối đa 8.000m. Viện Hàng không Vũ trụ của Tập đoàn Viettel cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Dòng UAV VT Patrol do họ chế tạo có sải cánh 3,3m, khối lượng 26 cân, vận tốc đạt tới 150 km/h, cự ly hoạt động 50 km. Nó có khả năng hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới 10 độ C, trinh sát bằng camera hồng ngoại Full HD, giúp tạo ra những cảnh quay sắc nét ngay cả vào ban đêm, đồng thời cho phép nhận dạng đối tượng từ khoảng cách 600m. Ngoài ra là vô vàn UAV do Việt Nam chế tạo, thậm chí là còn được xuất khẩu sang cả Mỹ. Thứ bảy là tàu quân sự mặt nước. Một số loại tàu tiêu biểu có thể kể đến như sau. Đầu tiên là tàu tên lửa lớp Moriya,
là lớp tàu chiến chống ngầm và chống hạm. Tính đến năm 2020, Hải quân Việt Nam sở hữu 8 tàu, trong đó 2 tàu đầu tiên được thi công tại Nga, 6 chiếc còn lại do Việt Nam tự chế tạo. Tiếp đó là tàu tuần tra đa năng cỡ lớn DN-2000. DN-2000 là một lớp tàu tuần tra biển do Việt Nam chế tạo trên cơ sở mua thiết kế lớp tàu OPV-9014 của Hà Lan. Thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày. Tàu có thể mang theo máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ. Do là tàu tuần tra trên biển nên nó chủ yếu trang bị pháo và súng máy. Ngoài ra còn có tàu tuần tra FBA-4207. Đây là dòng tàu tuần tra cao tốc được Tổng Công ty Sông Thu tự thiết kế chế tạo, có mục đích bảo vệ bờ biển và ứng cứu hàng hải. Không thể quên nói đến tàu tuần tra lớp TT-400TP. Lớp tàu này do công ty đóng tàu Hồng Hà Việt Nam cải tiến, tự sản xuất sau khi mua thiết kế công nghệ Ukraine. Nó có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, bảo vệ tàu dân sự, chính sát và tiêu diệt tàu hộ tống, tàu đổ bộ của địch. Thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày, chạy vô tư trong điều kiện gió cấp 10. Theo tính toán của Hồng Hà, chi phí đối với mỗi con tàu là khoảng hơn 1 triệu đô la Mỹ khi Việt Nam tự sản xuất. Trong khi các cò môi giới trên tạp chí nước Mỹ cho biết, giá thị trường một chiếc tàu như vậy ít nhất vào khoảng 10 đến 15 triệu đô. Nói như vậy để biết Việt Nam đang làm tốt như thế nào. Thứ 8, đó là tàu ngầm. Trong lĩnh vực này, cái tên nổi bật lại không phải là một công ty quân đội nào đó, mà lại là một doanh nhân tại Thái Bình, ông Nguyễn Quốc Hòa. Năm 2014 thì mặc dù chỉ với một xưởng cơ khí công nghệ ở tầm trung, nhưng với khát khao và niềm tin mãnh liệt, ông và đội ngũ của mình đã cho ra bắt tàu ngầm Trường Sa 1. Đây là một trong những tàu ngầm lớn nhất và phức tạp nhất do người Việt chế tạo, với tốc độ tối đa là 40 km/h, tầm hoạt động 800 km, lặn sâu tới 50 m, lượng choán nước khi lặn là 12 tấn. Thời gian lặn tối đa 15 giờ và thời gian hoạt động trên biển là 15 ngày. Tới năm 2016, ông Nguyễn Quốc Hòa tiếp tục cho chạy thử thành công tàu ngầm Hoàng Sa Mini dưới sự thẩm định của Hội đồng Bộ Quốc phòng. Nó nặng 9 tấn, tốc độ tối đa là 13 km/h, chiều dài 7m, chiều cao 2m, sườn ngang 2,5m và có thể lặn sâu 50m. Thời gian lặn lên tới 72 giờ liên tục với thủy thủ đoàn là 2 người. Đến năm 2019, doanh nhân Thái Bình một lần nữa khiến giới truyền thông hốt hết cả hoảng khi ông công bố các hình ảnh mẫu tàu ngầm mới mang tên Trường Sa 2. Con tàu dài 9m, nặng 22 tấn, sức chứa tối đa 6 thủy thủ. Theo tiết lộ, nó có vận tốc sẽ đạt tới 35 km/h, lặn sâu tối đa 250 m, tầm hoạt động 3.000 km. Trường Sa 2 được xem như phiên bản thu nhỏ của các tàu ngầm Kilo 636, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại mới, có thể kể đến như các hệ thống là điều khiển tự động, liên lạc thủy âm khi lặn, liên lạc tầm xa khi nổi, camera dưới nước, hệ thống dò quét đáy biển. Quân đội Việt Nam thì đang có dự án lớn hơn nhưng vẫn đang trong quá trình thiết kế chế tạo. Vì vậy, nó chưa có tên và vẫn được truyền thông thế giới tạm gọi là dự án tàu ngầm 100 tấn của Việt Nam. Với thiết kế theo phong cách tàu ngầm mini, không loại trừ khả năng nó sẽ được kẹp vào tàu ngầm Kilo mà Việt Nam sở hữu để thể hiện những hải trình dài ngày trên biển. Khi đến gần mục tiêu, tàu ngầm mini sẽ được thả ra. Đó là cách thức hoạt động khá phổ biến trong các lực lượng hải quân trên thế giới. Tuy nhiên, các thông tin hé lộ về loại tàu ngầm 100 tấn của Việt Nam là chưa nhiều. Nếu thuyền trưởng nào đang đọc mà có thêm thông tin, đề nghị cung cấp cho bà con. Thứ 9, đó là vũ khí trên không gian mạng. Khi cư dân mạng ngày càng một nhiều, thì không gian mạng chắc chắn là một mặt trận xu thế của tương lai. Nhiều loại vũ khí không gian mạng do Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển là không ít. Có thể kể đến như hệ thống điều hành và giám sát an ninh SOC, hệ thống chống tấn công từ chối dịch vụ, hệ thống ngăn chặn và chống tấn công có chủ đích, và khá nhiều hệ thống khác do công ty an ninh mạng thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội phát triển. Tất nhiên, đó chỉ là một vài ví dụ, vì còn nhiều sản phẩm của các đơn vị khác nữa. Và đặc biệt là chúng ta đang tạm thời chưa muốn nhắc đến các loại vũ khí được sử dụng trong giới siêu anh hùng trên cộng đồng mạng, một lực lượng tinh nhuệ và thiện chiến bậc nhất của người Việt. Và đó là rất nhiều các loại vũ khí của người Việt tự sản xuất, không chỉ để sử dụng trong nước mà còn phục vụ mục tiêu xuất khẩu quốc phòng. Tiêu biểu là các hợp đồng xuất khẩu tàu tuần tra sang Venezuela, hợp đồng tàu Besan 1, loại tàu cứu hộ cho tàu ngầm, với lượng giãn nước trên 2.000 tấn cho Hải quân Australia, hay hợp đồng với 60 tàu tuần tra cho đối tác Nigeria, các hợp đồng khác với Philippines cũng đang được xúc tiến. Câu nói muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh vẫn còn nguyên giá trị. Dù đang được hưởng hòa bình, Việt Nam vẫn cần dự trữ khả năng sản xuất vũ khí với quy mô lớn để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Vì thế là người Việt Nam, chúng ta hãy đặt niềm tin vào chính dân tộc mình, đừng nghe những thế lực dắt mũi làm chúng ta sợ hãi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!